cái chân nó có nặng nhiều không bà? Cái chân nó có nặng nhiều không? Châm xong nó mới nặng đúng không ạ? Bình thường nó không nặng đúng không ạ? Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Châm cái này là hồi bữa đi từ nhà bà qua đây ịn mấy lần, nghe ướn cái lưng mấy lần. Không, từ trước á. Ướn chắc có phải chục lần đâu. Mà bây giờ là chỉ có một lần hả? Dạ dạ. Đây là bệnh nhân đau thần kinh tọa. Bà là bị đau thần kinh tọa đó nhá. Là đây là vừa thể L5-S1, nghĩa là vừa chèn rễ thần kinh ở đường kinh túc thái dương bằng quang, vừa đường kinh túc thiếu dương đởm luôn. Vâng ạ, dạ dạ. Hồi xưa làm nuôi heo nặng quá mà. Ồ, cho nuôi heo vậy, lúc gì mà đi lòm nhau nè. Ui, lớn con gái mà đi đào hố cà phê á. Ui. 65 tuổi, 65 tuổi mà đào hố cà phê xanh lòm hết. Anh mẹ cũng đâu có lòm được đâu, muốn lượng miếng bỏ rồi mà mình. Trời ơi. Rồi bây giờ cái nó đau quá rồi, gần hơn năm nay là mà không đi lòm nữa. Dạ. Có mấy cà phê đó mà nếu câu nó lòm rồi nhìn rồi mà lòm ra là tính tiền công tiền khó tiền khá